bóng xa cây lỡ đống lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biết xa xa con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con. Bù lô La Tiên La QRX 448 nha các bác nhá. Cực đẹp ạ. Một đèn rất hay. Em đã hoàn thiện, bảo dưỡng tất cả mọi thứ, mọi chức năng chạy hoàn hảo hết các bác nhá. Đèn à, cái đèn nó có điểm sáng ở đây một chút thôi ạ. Radio. Vậy khi nhận được các cuộc gọi tương tự thì các bậc phụ huynh cần làm gì để không sập bẫy của kẻ xấu, thưa luật sư? Các bậc phụ huynh thì khi nghe những thông tin về con mình bị tai nạn bị cấp cứu thì tôi cho rằng là việc đầu tiên phải xác định xem người gọi là ai. Nếu là cô giáo chủ nhiệm hoặc là cái người mình đã xác định rõ cái giọng nói rồi, số điện thoại rồi thì có thể tạm thời tin cho sự việc như vậy. Nhưng mà nếu số điện thoại lạ mà giọng nói lạ, hoặc là thậm chí có thể các đối tượng dùng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhái giọng thì chúng ta phải hết sức thận trọng, cần phải xác minh từ phía nhà trường, từ phía cơ sở y tế bằng cách là gọi cho những người khác nữa để xác nhận lại thông tin. Vấn đề thứ hai nữa là khi nhận được... Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Một đèn này rất hay ạ. Cho con gánh cả đôi vai, thân con lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đống lá rụng tội này gánh sao.